Xin chào bà con, thì hôm nay mình qua cho bà con xem và tham khảo thêm một cái giống bơ như những cái chùm nhãn, chùm vải là giống bơ không hạt. Thì giống bơ này hầu như một số bà con chúng ta ít có quan tâm và không có để ý về những giống bơ này. Thật chắc ra những giống bơ này rất là ngon và không có hạt, hạt rất là nhỏ, thì có thể là hạt nhỏ hơn 034 luôn. Thì tốc độ về cái sinh trưởng và phát triển hầu như là cái bơ này tỷ lệ đậu trái rất là dễ, nó rất là dễ, nó không như những cái dòng bơ ghép kia. Thì bà con nhìn nè, toàn bộ những cái trái bơ này chùm nhìn rất là đẹp và lạ, tỷ lệ đậu trái như là rất là cao. Bà con nhìn nè, chùm hết đó, tỷ lệ đậu trái rất đẹp á. Mình nhìn cái vườn bơ này mình rất là thích á, khi mình quay rất là thích á, vì cái lượng trái nó rất là nhiều, một hình chùm á, nó không như những cái giống bơ thường của chúng ta. Kể cả 034 hầu như tất cả giống bơ khác không có một cái giống bơ nào mà tỷ lệ đậu trái xa như thế này. Thì cái bơ này trái sẽ không có lớn nhiều, trái rất là nhỏ, tầm khoảng cỡ 2 đến 3 lạng là hết thôi trong một cái bơ, nhưng mà rất là nặng nha. Bà con nhìn trái rất là nhỏ nhưng mà rất là nặng. Những cái bơ này rất là sai, mình sẽ quay bà con xem về hết cái toàn bộ giống bơ này á. Thì vườn bơ này trồng gần 100 cây, hầu như là cây nào cũng chùm như thế này á. Đó, con xem rất là đẹp, rất là sai, nhưng rất là thích. Khi bước vào vườn bơ này mình quay bà con xem á, thì hầu như là ai cũng mê hết á. Bà con thấy không, chùm á, như những chùm vải, chùm nhãn vậy, trái rất là đều, size xum xê á. Cây thì cũng đơn giản thôi đó, thông thoáng là tỷ lệ đậu trái, đậu hoa rất là cao. Đây vườn bơ á, nhìn ngay, bà con nhìn nha. Thì bà con cứ xem và tham khảo đi, mình sẽ quay cho con xem về những giống bơ độc và lạ ở Việt Nam, ở Tây Nguyên của chúng ta. Có những giống bơ nhiều bà con ở nhà vườn trồng nhưng mà không biết tên nó là tên gì, khi vô cứ gọi là không tên không hạt. Giống mới thì mỗi vùng bà con có những cái tên thương hiệu bà con đặt nó khác nhau. Thế là toàn bộ những cái vườn bơ mà quay con xem á, thì con cứ đăng ký kênh và theo dõi video bên Trái Cây Theo Mùa Đắk. Xin cảm ơn bà con ạ.